lộ diện đội hình đội tuyển Việt Nam đấu với Nhật Bản ở tứ kết ASEAN Cup 2019. Trước ứng cử viên vô địch Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất và tự tin giành chiến thắng vào bán kết ASEAN Cup 2019. Vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 1, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào vòng tứ kết giải vô địch bóng đá ASEAN Cup 2019 gặp ứng cử viên vô địch Nhật Bản. Đối thủ này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo từng đánh bại 1-0 ở vòng bảng ASEAN 2018, bàn thắng bằng Messi Việt Nam Nguyễn Quang Hải. Trước ứng cử viên vô địch, đội tuyển Việt Nam sẽ có một đội hình mạnh nhất khi không có cầu thủ nào dính chấn thương và thẻ phạt. Trong khi đó, Nhật Bản không có sự phục vụ của bộ đôi hàng ngôi sao tấn công là tiền đạo Yoshiromori Moto và tiền vệ Toshirio Oyama. Nhiều khả năng trước ứng cử viên cho vô địch Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam tiếp tục trung thành với sơ đồ 3-4-3 quen thuộc, từng vận hành tốt ở ASEAN Cup 2019 năm nay. Trước khung gỗ là Đặng Văn Lâm, với phong độ ổn định cùng tâm lý vững vàng sẽ tiếp tục là người được huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng. Sự chắc chắn của thủ thành người Việt sẽ tiếp tục thêm sự tự tin cho các đồng đội ở trên sân. Phía trên, Văn Lâm sẽ là bộ ba trung vệ quen thuộc là Duy Mạnh, Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. Những cái tên trung vệ ưu tú của bóng đá Việt Nam hiện tại, đây là được xem là chắn thép trước khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm, được kỳ vọng sẽ hóa giải thành công những ngòi nổ nguy hiểm của phía đội bóng thuộc xứ sở mặt trời mọc, bảo vệ an toàn cho khung thành của đội nhà. Bộ đôi tiền vệ cánh sẽ đá là Đặng Đoàn Văn Hậu cánh trái và Trọng Hoàng cánh phải, những tiền vệ chạy cánh hàng đầu của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Trọng Hoàng từng có pha kiến tạo đẹp mắt cho Công Phượng ghi bàn vào lưới Jordan. Cầu thủ xứ Nghệ lên tiếng lên công về thủ rất hay, được huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá rất cao. Trước trận đấu gặp Nhật Bản, anh đã có sự tự tin cao độ trước khi. Trong khi đó, Trọng Hoàng có màn trình diễn ấn tượng trước Jordan. Trong khi đó, bộ đôi tiền vệ trung tâm nhiều khả năng tiếp tục sẽ kết hợp giữa tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Huy Hùng. Bộ đôi này từng chơi tuyệt vời trong các trận đấu trước Jordan và các trận đấu vừa qua. Ngoài ra, Lương Xuân Trường nhiều khả năng cũng sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo đưa vào sân ở thời điểm cần thiết, giống như trận thắng Jordan cách ít ngày. Bộ ba tấn công sẽ là những tiền đạo trẻ bước vào đội chính của sự nghiệp như Quang Hải, Công Phượng và Phan Văn Đức. Đây là một trong những chân sút ưu tú, giỏi tạo động biên, sẽ được kỳ vọng có bàn thắng vào lưới đối thủ nhiều duyên nợ Nhật Bản ở trận đấu quan trọng vào tối mai. Chiến thắng trước đội tuyển Jordan, đội tuyển Việt Nam đã đúng túi được bao nhiêu tiền? Đánh bại đội tuyển Jordan ở vòng 1/8, đội tuyển Việt Nam đã có tiền thưởng 7 tỷ đồng. Cũng như phần thưởng trước đó, số tiền thưởng đã vượt qua ngưỡng 10 tỷ đồng. Theo đó, đội tuyển Việt Nam được 5 ngân hàng nội địa tổ chức tiền thưởng là 5 tỷ đồng, một tập đoàn thưởng 1 tỷ đồng, Bộ Văn hóa và Thể thao Du lịch tặng thưởng 1 tỷ đồng tiền thưởng cho thành tích này. Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã nhận được 500 triệu đồng tiền thưởng từ trận thua đáng tiếc trước Iraq trong ngày ra quân. Cùng với việc dự tham dự ASEAN Cup 2019, tuyển Việt Nam đã đúng túi được 200.000 USD tiền thưởng khoảng 4,5 tỷ đồng. Như vậy, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có trong tay khoảng 12 tỷ đồng. Nếu lọt vào bán kết, tuyển Việt Nam sẽ nhận ít nhất thêm là 1 triệu USD từ ban tổ chức giải. Tuy nhiên, phần thưởng sẽ không dừng lại ở đó khi các doanh nghiệp cá nhân vẫn đang chờ đợi đội tuyển Việt Nam nối dài thành tích tuyệt vời. Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Jordan 4-2 trên chấm phạt nền. Trước đó, hai đội hòa nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ. Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam lọt vào tứ kết. Đối thủ tiếp theo sẽ là đội tuyển Nhật Bản và Ả Rập Saudi vào chiều ngày 21 tháng 1. Đây là trận đấu thứ hai của đội tuyển Việt Nam có mặt tại tứ kết ASEAN Cup. Trước đó, thế hệ đàn anh đã đạt được thành tích này vào năm 2007, thời điểm giải đấu được tổ chức tại 4 nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã sát muối như thế nào vào nỗi đau của Jordan sau chiến thắng ngạt thở? Huấn luyện viên Park Hang-seo đã tỏ ra bất ngờ khi khẳng định rằng ông không hiểu sao Jordan lại chơi thận trọng tới như vậy trước Việt Nam. Sau đúng một năm, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò lại giành chiến thắng ngạt thở trên chấm luân lưu ở đấu trường châu lục. Chỉ khác rằng lần này đối thủ của chúng ta là Jordan thay vì Iraq, và là đây là đội tuyển quốc gia chứ không phải U23. Sau trận đấu, trong khi bên phía huấn luyện viên của Jordan thừa nhận rằng
Ông và các học trò đã sợ hãi sau bàn gỡ của Công Phượng, thì huấn luyện viên Park Hang-seo bên phía Việt Nam lại nói một điều khiến huấn luyện viên Jordan thêm muốn phần tiếc nuối, khi cho rằng ông không ngờ đối thủ lại chọn giải pháp chơi quá thận trọng. Tôi không nghĩ lại Jordan chơi thận trọng tới như vậy, họ chơi phòng ngự trong hiệp 1, còn chúng tôi chơi chủ động hơn. Khi phân tích, chúng tôi biết họ chơi bóng dài, chúng tôi đã tập trung và chống lại bóng dài. Hôm nay, chúng tôi đẩy hàng phòng ngự cao hơn thường lệ để chống lại phản công. Huy Hùng là cái tên được lựa chọn và cậu ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thầy Bắc cũng chỉ ra nguyên nhân quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng, đó là tinh thần quyết thắng và không bao giờ sợ hãi. Chúng tôi đã có một trận đấu rất tuyệt vời. Chúng tôi không có nhiều cổ động viên như Jordan hôm nay, nhưng tuyển Việt Nam luôn ra sân với tinh thần chiến đấu quyết thắng. Không cần biết có mệt mỏi ra sao, chúng tôi sẽ cố gắng cho đến hiệp phút cuối cùng. Chúng tôi không thay đổi nhiều về chiến thuật trong trận đấu hôm nay. Đôi khi tôi kéo Quang Hải vào trung lộ để phát huy khả năng chuyền bóng và mở rộng khoảng không gian hoạt động. Trường hợp của Huy Hùng cũng tương tự, hôm nay tuyển Việt Nam đã chơi 100% năng lực. Trong niềm hân hoan sau chiến thắng, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không quên gửi lời tri ân tới những người hâm mộ của bóng đá Việt Nam lẫn Hàn Quốc đã cổ vũ hết mình cho đội tuyển. Tôi đánh giá rất cao sự ủng hộ của người hâm mộ, toàn đội đã chơi đầy dũng cảm và quyết tâm. Chúng tôi đã có chiến thắng thứ 2 tại ASEAN Cup vào tứ kết. Điều khiến tôi hài lòng là niềm vui phóng viên Hàn Quốc và Việt Nam cũng có mặt tại đây ngày hôm nay. Thua đau đớn, huấn luyện viên Jordan thừa nhận đã sợ hãi trước đội tuyển Việt Nam và phải trả giá rất đắt. Huấn luyện viên Victor Boneman đã thừa nhận ông và các học trò đã mắc sai lầm hoàn toàn trong khâu phòng ngự cũng như là khâu khắc phục sau thất bại. Thêm một lần nữa, phép thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo lại mang tới một chiến thắng kỳ diệu và vô cùng nghẹt thở cho đội tuyển Việt Nam. Trong một ngày chơi thăng hoa, các chàng trai áo đỏ đã kéo Jordan tới loạt lung lưu để rồi giành chiến thắng vô cùng thuyết phục. Như vậy, đội tuyển Việt Nam chính là đại diện đầu tiên vào tứ kết ở ASEAN Cup năm nay. Sau trận đấu này, huấn luyện viên Victor Boneman đã cùng tuyển Việt Nam thừa nhận ông và các học trò đã mắc sai lầm, đặc biệt là tinh thần sợ hãi. Hiệp 1, chúng tôi đã rất tốt, có nhiều cơ hội và lẽ ra đã ghi được 2 bàn thắng. Sang hiệp 2, tôi đã nói với cầu thủ rằng cần phải cẩn trọng hơn trong 20 phút đầu, nhưng vẫn không được. Sau bàn thua, cầu thủ Jordan đã chơi một chút sợ hãi và đã mắc một sai lầm. Tôi đã nói rằng các bạn hãy cần tập trung vào và hiệp 2 họ sẽ chơi đẩy nhanh. Vậy mà điều đó vẫn xảy ra, bóng đá mà. Một hiệp chúng tôi đã chơi tốt 15 phút đầu, hiệp 2 thì rất tệ. Họ chơi tốt, đứng vị trí tốt và có bàn thắng. Tôi nghĩ vấn đề thể lực không phải tạo ra sự khác biệt. Nhưng Việt Nam cũng rất tự tin và nhịp nhàng. Các cầu thủ của chúng tôi sợ hãi, vấn đề là thể lực của cầu thủ Jordan không tốt. Có điều gì đã khiến chúng tôi về họ ở lại? Họ có nhiều cầu thủ giống tên như nhau, tôi không nhớ lắm. Nhưng họ đều là những cầu thủ nhỏ con, trẻ trung và đầy kỹ thuật. Dù vậy, tôi tin rằng Jordan có thể làm tốt hơn ở trận đấu hôm nay. Khi được hỏi về quyết định thay người ở phút cuối cùng về nhân sự, ông Victor Boneman đã cho biết là huấn luyện viên, bạn là người chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Tôi nghĩ trận đấu này có thể kết thúc sau 120 phút nên có những tính toán riêng cho mình. Tôi không nghĩ đây là quyết định thay người muộn. Khi chơi với Việt Nam, bạn chợt nhận ra rằng họ có thể lực rất tốt, kỹ thuật và mỗi cá nhân đều có thể tạo nên sự đột biến. Vì vậy, chúng tôi không trông chờ một nhân tố nào cả. Dù sao thì chúng tôi đã thua, họ xứng đáng giành chiến thắng và đi tiếp. Bố Công Phượng, nhà tôi nổ tung sau bàn thắng của con trai. Gần 60 người hâm mộ tập trung tại nhà Công Phượng, Nghệ An đã nhảy lên ăn mừng sung sướng khi cầu thủ này ghi bàn thắng vào lưới Jordan. Vào tối ngày 20 tháng 1, đội tuyển Việt Nam bước vào vòng 1/8 ASEAN Cup 2019, gặp đối thủ rất mạnh là Jordan. Đội đã dẫn đầu bảng B ở vòng bảng, kết quả là chúng ta đã cầm hòa 1-1 trong 90 phút và 120 phút thi đấu chính thức, sau đó đã chiến thắng 4-2 trên chấm penalty. Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam lần thứ 2 trong lịch sử đã góp mặt trong tứ kết ASEAN Cup và lần đầu tiên là năm 2007. Người duy nhất có cho đội tuyển Việt Nam là tiền đạo xứ Nghệ An Nguyễn Công Phượng phút 51 của trận đấu, xuất phát từ cú tạt bên
của trung vệ của tiền vệ Trọng Hoàng. Công Phượng có pha băng mặt trong vòng cấm và tung cú sút tung lưới của đội tuyển Jordan. Chia sẻ cảm xúc sau trận đấu, ông Nguyễn Công Bảy, bố Công Phượng vẫn chưa hết vui mừng sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Vào lưới bồng này đã là một thành công. Việt Nam cứ thắng trận nào là mừng trận đó, và càng mừng hơn thì con trai của tôi, Công Phượng, ghi bàn mang lại kết quả hòa ở phút thi đấu chính thức. Lúc đó cả nhà tôi tưởng như nổ tung, mọi người ăn mừng một cách sung sướng. Ông Bảy cũng cho hay, hồi tối này có khoảng 60 người đã tập trung tại nhà ông để cùng theo dõi trận đấu và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Có những nhóm cổ động viên từ thành phố Vinh, cách mấy chục km, cũng đổ về để hòa chung không khí với mọi người. Mọi người vẫn đang nói chuyện, bình luận vui vẻ sôi nổi về trận đấu. Gia đình tôi vẫn chưa ăn cơm tối nhưng quá vui, quên cả cơm. Ông Bảy chia sẻ lúc 22:30. Bố Công Phượng cũng cho biết thêm, chiến thắng đội tuyển Việt Nam hôm nay có công rất lớn của vũ hình Đặng Văn Lâm. Anh đã đẩy được một cú quả penalty của đối thủ. Ông cũng cho rằng toàn đội đã thi đấu rất cố gắng, kiên cường và cũng có xứng đáng chiến thắng. Vào tứ kết, Việt Nam sẽ tham gia chạm trán đối thủ và trong trận đấu của Nhật Bản và Ả Rập Saudi. Đây là đều là những đội bóng mạnh mẽ bậc nhất châu Á. Nhật Bản hạng 50 và Ả Rập Saudi hạng 69 thường xuyên góp mặt ở vòng chung kết World Cup và sở hữu tổng cộng 7 chức vô địch ASEAN Cup. Nhật Bản 4 lần 1992, 2000 và năm 2004, 2011. Ả Rập Saudi 3 lần 1984, 1988 và 1996.